Thư ký của phòng khám đã thông qua danh sách của các bệnh nhân. Một lần nữa xin được chúc mừng các bệnh nhân. Sau đây thầy Nguyễn Thanh Quý sẽ có đôi lời phát biểu chúc mừng các bệnh nhân cũng như dặn dò các bệnh nhân. Xin được mời thầy ạ. Chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa đã thương xót và chữa lành cho 6 bệnh nhân ung thư. Thật sự mà nói á, khi mà chúng ta mà bị ung thư rồi á, khi mà được bác sĩ bệnh viện mà kết luận chúng ta ung thư ác tính rồi á, thật sự là không có một nơi nào mà chữa cho chúng ta hành lành tính được. Chỉ cái này có cái quyền năng phép màu của Thiên Chúa chữa lành cho chúng ta không? Thì chính vì lẽ đó chúng ta phải luôn luôn phải tạ ơn Chúa, và chúng ta cũng phải nhớ và cảm ơn Cha. Nếu mà không có Cha Tường, Phêrô Cha Tường đó, thì chúng ta cũng không có thể nào mà hiểu được cái chỗ mà Chúa cho con người chúng ta ăn thức ăn cây cỏ mang hạt giống, tái cây mang hạt giống để mà chữa lành bệnh tật cho chúng ta. Vì lý do đó chúng ta cũng phải nhớ đến Cha và cảm ơn Cha. Và kính thưa ông bà anh chị em và các bệnh nhân thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng vui mừng và hân hoan. Thầy xin chúc mừng cho 6 bệnh nhân ung thư, và chúng ta đã được từ cái cõi chết ung thư mà chúng ta đã đứng ngấp nghé giữa hai bến bờ, giữa sống và chết thôi. Chỉ có những người nào mà đứng ở tình trạng này thì mới cảm nhận và hiểu được cái nỗi vui mừng của mình từ cái chỗ sống mà trở về với từ cái cõi chết đó, mà chúng ta trở về được cái sự sống bình thường. Thì chúng ta không có cái gì mà trên thời gian này chúng ta mua được. Chính vì lẽ đó các bệnh nhân hãy nhớ, chúng ta đã sống lại một lần ở nơi đây rồi thì chúng ta về nhà chúng ta phải giữ theo đúng cái pháp đồ là mình ăn kiềm bổ kiềm. Ăn kiềm bổ kiềm là sao? Đó là về khoa học. Còn về mặt dịch tôn giáo thì Chúa cho con người chúng ta là ăn cây cỏ mang hạt giống và tái cây mang hạt giống, vì đó là ăn kiềm quá giúp cho cơ thể chúng ta luôn khỏe mạnh. Cho nên các bệnh nhân về mà nếu mà mình đã hết bệnh rồi mà mình về mà tiếp tục mình quay trở lại con đường cũ mà ăn động vật đó lại, thịt cá tướng sữa đó lại thì nhất định là cơ thể của chúng ta, dòng máu chúng ta sẽ nhiễm axit trở lại và chúng đó, và lúc đó chúng ta sẽ bị bệnh trở lại, và đó là điều chắc chắn này. Và sau cùng thầy cũng xin chúc cho tất cả các bệnh nhân ở trong phòng khám của chúng ta hôm nay luôn được bình an, khỏe mạnh và lạc quan yêu đời hơn. Và bây giờ thầy xin nhường lại cho thầy Thanh ạ. Xin cảm ơn phần phát biểu ý kiến chúc mừng của thầy Nguyễn Thanh Quý và những dặn dò rất là chân thành của thầy. Sau đây xin mời bác Tô Phú Quế là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Phú Quế sẽ có đôi lời phát biểu ạ. Xin được trân trọng. Kính thưa cha, kính thưa quý thầy thân mến, cũng như quý bệnh nhân có mặt hiện tại ở đây, cũng như quý bệnh nhân đã được về chung sum họp với gia đình, thì hôm nay chắc có lẽ là xin mấy thầy cho tôi 3 phút lên để tâm tình với các cái bệnh nhân ở đây. Thì trước mắt là hôm rồi cách nay 2-3 ngày gì đó tôi có dịp đi xuống đây để có một số công việc, thì như vậy tôi thấy có một 6-7 bệnh nhân gần người nô bệnh mà vô đây cùng nhau dọn dẹp phụ mấy thầy làm tôi rất là xúc động. Và tôi nghĩ rằng ở đây
là một cái ngôi nhà chung, không phải là của các thầy, cũng không phải là của riêng ai, mà là của tập thể chúng ta. Nói chúng ta ở đây là gồm có tập thể người nuôi bệnh và bệnh nhân, thì chúng ta coi ở đây như là một người trong nhà. Nếu chúng ta thấy có cái gì đó mà nó không có được sạch sẽ, không phù hợp, thì chúng ta sẽ dùng công và sức cũng như lời nói để giúp đỡ lẫn nhau và đưa cho phòng khám này nó vang dội đi mọi nơi và mang lại hạnh phúc cho mọi người. Và cái kế tiếp nữa là chúng ta cùng ở chung một các cái dãy phòng trọ, rồi chúng ta phải yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, nhắc nhở lẫn nhau để sớm hoàn thành phát đồ điều trị của các thầy ở đây, về chung sống cùng gia đình, mang lại hạnh phúc cho gia đình cũng như cho xã hội. Đó là điều mong muốn lớn nhất của cha cũng như các thầy ở đây. Thì hôm nay mình có một số nhắn nhủ đến các cái bệnh nhân và người nuôi bệnh: cố gắng đoàn kết, yêu thương lẫn nhau, cùng nhau tạo mọi điều kiện để giúp cho nhau sớm quay về và thêm được nhiều người bạn, nhiều người thân ở nơi đây. Mình ghi nhận là theo tôi biết là ở đây là người nào thấp nhất là cũng phải là 70 đến 90, thậm chí là hôm qua tôi có coi một cái anh nào ở đây nó tới 150 ngày, hình như gần 5 tháng. Thì ở đây là mình nói là vợ chồng một ngày cũng là vợ chồng, mà mình ở đây tới 3 tháng, thì tôi nghĩ là đó là một cái điều mình phải cố gắng giữ lại những kỷ niệm gì ở đây. Và sau khi mình đã hết hoàn thành phát đồ điều trị về với gia đình, nếu có dịp thì tôi cũng phải tha thiết mời các bệnh nhân có dịp ngang thì cũng ghé thăm các thầy, cũng thăm phòng khám. Đó là một điều mà mang lại hạnh phúc cho phòng khám cũng như các thầy ở đây. Mình thời gian thì có hạn, và cái thứ tiếp đó là mình có đang đề nghị với các thầy là sau này mình sẽ tranh thủ làm những cái game show ở đây. Thì cái này là nhiệm vụ của các thầy, là các thầy phải làm những câu hỏi nhỏ, ví dụ ca gan, ca bú, ca cô tử cung gì đó, mình nên ăn cái gì và mình nên không ăn cái gì, thì làm những cái game nhỏ vừa học vừa vui để rằng là mình nhớ. Và qua đây thì các cộng đồng mạng có những người người ta không có điều kiện đến đây, gia đình người ta đơn chiếc hoặc là già cả gì đó, thì có thể qua cái YouTube này có nhiều người, người ta sẽ học hỏi để người ta kéo dài được sự sống. Đó là mang lại hạnh phúc cho mọi người. Mình xin có một số ý kiến đến các cái bệnh nhân cũng như những người nuôi bệnh. Xin chân thành cảm ơn các thầy cũng như quý bệnh nhân có mặt ở đây. Xin được cảm ơn bác Tô Phú Quế đã cho những cái ý kiến rất là thiết thực và cần thiết cho tất cả mọi người. Thì sau đây xin mời bác Trần Minh Giang là mạnh thường quân của phòng khám. Khi phòng khám gặp khó khăn, bác Giang đã ủng hộ cho tất cả bệnh nhân cái nguồn nước rất là quý giá. Thì cũng xin bác có thể chia sẻ chút ạ. Sẵn đây cho hỏi là lý do vì sao mà mình lại dán cái băng keo ở trên trán của mình ạ. Xin mời bác cho biết. Bạn ghế quay máy nó dùng tay bay như vậy. Thôi cũng chúc mừng cho bệnh nhân vừa làm tính để về với gia đình. Rồi cũng chúc các bệnh nhân tiếp theo giữ pháp đồ của thầy đưa ra để mau lành bệnh đi về với gia đình. Rồi, cảm ơn. Dạ, xin được cảm ơn bác Trần Minh Giang. Xin chúc bác nhiều sức khỏe, cũng như là mau sớm lành cái vết thương của mình.